Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay tiếp tục đi câu cá các bạn. Hôm nay mình ra hồ Núi Le test bầy mồi chu thơm nha. Đó. Hôm nay mình câu một cái bẫy mới ở ở cái hồ Núi Le nha các bạn. Đó, bãi xà cừ nha. Đó. Tại cái bãi kia nước có lên nhiều quá rồi mình không câu được. Nên mình hôm nay mình câu ở cái bãi này đây nè. Đây là xà cừ nè. Đó. Đây, mình cũng mới đi tới điểm câu cũng được gần tiếng rồi. Tại vì thời gian gấp rút quá. Mình ra câu ba, mình không có nhiều thời gian để mà quay video lại những cái hành trình của mình. Đó. Thì bây giờ cần ra câu xong rồi. Thì mình quay lại mình chia sẻ cho mọi người xem nha. Đó, hôm nay mình câu ba cần con máy thôi, không câu nhiều đâu. Đó, ba cần mình để ở dưới đó nha các bạn. Hy vọng hôm nay kiếm một hai con cá quay cho bạn xem. Đó. Ông bạn mình không ra sớm nữa, ông vừa mình cái bãi thì câu. Đây anh Tài. Đó. Hello. Ông sẽ ngồi ở chỗ này. Nước lên rất là cao luôn nha các bạn. Đó. Này đánh ba cần đai qua. Phantom. Ba cây thôi. Đó để ca cao vậy nè. Bạn mình quánh ba cây luôn. Bên kia cũng có ba người đang ngồi câu đài bên đó. Ok. Thì đây là mồi chu thơm này. Đó, trộn với nước là câu thôi. Hôm nay mình mang có 2 ký mồi à. Đánh ba cây. Hy vọng sẽ có cá quay mọi người xem nha. Bây giờ chờ đợi kết quả nha các bạn. Ok. Đánh cá các bạn ơi. Cần bè thắng thế thế thắng dây nè. Không, cần nào thắng dây là đó đó. Cần là thắng dây nè. Cái này thắng dây nè. Thắng là đó đó. Đang thắng dây luôn. Đó 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 đó. Phải không nữa. Phải không? Phải là rồi. Con cá các bạn ơi. Trời thơ. Con nó lớn chứ không có nhỏ đâu. Bao cá bao nhỏ luôn. Câu cá rồi. Mới cái gì thôi. Nặng không ơi? Nặng không nặng. Má nó kéo nó chạy vô cái ben luôn. Dạ anh mà biết rồi. Hy vọng đừng có mày nhớt rồi kìa. Má nó chạy ghê lắm. Má chạy ghê lắm. Chạy rót rót rót. Ờ chạy rót. Rồi sau đó nói bye bye. Nắng lên nắng hái. Về. Từ em coi cá rồi. Dướng gì đó rồi. Đủ cái đường dính dốc nha. Dính dốc. Nó bự ra nó lên luôn rồi đó. Phải không? Ê, không. Sủi tâm luôn kìa. Sủi tâm luôn rồi đó. Từ từ thôi, để buông ra đi cho nó chạy ngược đi. Dính gốc rồi, cây rồi. Bây giờ anh Tài hy sinh lội lội xíu anh Tài. Cái gì vậy? Cây đây nè. Nó dướng cây rồi các bạn ơi. Buông ra đi. Buông ra luôn đi. Cho nó lôi ngược ra ngoài đi. Nó dính cái cây gốc cây rồi nè. Thiệt luôn. Nãy giờ anh em gì anh em mình tắm cái nha. Bây giờ không biết con cá gì mà lên rồi con cá này là bắt nước không nói gì. Anh em tắm cái nha. Đó nhờ ông anh lội xuống các bạn. Bây giờ lên con cá gì không biết. Ý còn có gì lên được con cá là bắt nước á. Không nói gì hết. Cứ đừng ấy nha. Ừ. Dùng đi. Rồi rồi. Nó xảy bỏ. Chứ không có ấy. Anh nhờ ông bạn ra các bạn ơi. Còn hả? Nặng nặng không? Nguyên có cây luôn mà. Không dám xuống đó dưới. Đó đó, đùng má nó chạy. Tự lắm, chạy ghê luôn. Cá to không anh? Nha. Ừ. Cá
dướng đăng các bạn ơi. Hàng gì nãy em lôi em kéo vô nó lên tìm. Cái đăng nó hay kéo lên được không? Dướng cho con đái. À trong đây lớp B bên này đặt nè. Chú này cũng đặt. Đồ má để cho người cùng đội. Cái con đái cái này phải bơm nước không rồi. Ở đâu ra đó trời. Trời đó. Mệt. Dưới như cái lớp B các bạn ơi. Lớp B là nước. Anh lợi xuống phù kéo. Thôi khỏi đi. Bị mà nhớt. Con cá mè. Cái đó là cái bơm lại. Cái B. Cái B bơm nó loạn trong nhà đóng. Lấy không? Bỏ qua lắm, lên. Có con cá mè các bạn ơi, nó dính nó bê bạn ơi. Kìa. Đó. Từ đây. Cái tháo lử ra nó dính vô trong. Lột má cho mày. Nếu mà cái mệt thì thả cái mè luôn, mà không mệt em lên. Rồi phóng sinh con cá mè luôn các bạn ơi. Ok đây nha các bạn. Hiện tại bây giờ là 4:30. Và từ sáng giờ nó chỉ ăn được một con cá mè thôi. Nó đính luôn rồi. Con cá mè đang mà nó dính cái ống dây nước của người ta nè. Sáng ông bạn ông xuống ông bắt lên nè. Nó còn nằm ở trên bờ nè. Nó ra đi rồi. Hả? Ra đi rồi. Con này tầm hơn nửa ký xíu à, 7-8 lạng vậy đó. Đó. Nói chung là hôm nay anh em con đang xem móng gì đó các bạn ơi. Đây nè, còn mình đây nè. Thôi, hôm nay móng rồi các bạn ơi. Test bài mồi chua thơm. Kết quả được mỗi con cá mè. Kết quả bất ngờ thiệt á. Nhưng mà hôm nay. Nhưng mà nói chung lại là thời tiết này đi câu một ghẻ móng các bạn ơi. Không chứ đi vô hết. Thôi ok các bạn, cái video của mình đến đây là kết thúc nha. Nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nếu các bạn thích các bạn hãy xin một like nha. Và các bạn hãy ấn đăng ký kênh và chia sẻ video này để ủng hộ cho đam mê cái các bạn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.